Có lẽ đánh giá con chuột này vào thời điểm hiện tại thì nó đã chẳng còn hot mấy nữa vì đã quá nhiều người biết đến nó và thậm chí là đang sử dụng nó. Bản thân mình cũng là người sở hữu hai con chuột thuộc dạng ngon và bổ nhất của Logitech, đó là G502 cũng như G102 mà mình đang chia sẻ trong video này. Và lý do tại sao hôm nay mình lại lôi chú G102 ra để mân mê và chém gió với mọi người là bởi vì con chuột ngon nhất hệ mặt trời trong mức giá dưới 600.000 vừa được giảm tuột quần xuống 469.000 đồng theo như mình được biết. Đúng, các bạn nghe không nhầm đâu, 469.000 cho một con chuột build cực tốt, cảm biến ngon, LED RGB và là đến từ thương hiệu có tên tuổi là Logitech. Không những thế, có rất nhiều đối thủ khác trong mức giá 700.000 chưa chắc đã ăn được con chuột này. Điều đầu tiên cần phải làm rõ trước là về form chuột, tức là cảm giác cầm nắm. Cái này phải tùy vào cái cỡ tay và sở thích sờ soạng của từng người. Nhưng ít ra với trọng lượng 84g cả cáp thì đây là một con chuột rất nhẹ và nó không có khả năng gắn thêm tạ nên anh em không nên mơ tưởng nhiều. Vỏ làm từ nhựa nhám sờ rất đã tay và mang lại cảm giác khỏe khoắn chứ không hề o bẹp một chút nào. Kiểu dáng của G102 là thuộc dạng ambidextrous, tức là thiết kế cân đối cả hai bên, nên là anh em thì rằng là mà thuận cả tay phải lẫn tay trái đều có thể dùng được, thậm chí là cả tay giữa. Kích cỡ chuột khá nhỏ gọn so với kích thước chung của chuột gaming hiện nay. Vì thế những anh em tay nhỏ có thể cầm nắm rất thoải mái, không sợ với. Tay to thì có thể cầm kiểu claw hoặc là fingertip. Mình là người có tay cỡ trung bình lớn và rất thoải mái cầm fingertip, không hề bị cấn bất cứ phần nào. Các vị trí của nút bấm bao gồm cả nút bên hông đều rất là vừa vặn. Dây chuột là dây cao su khá là nhỏ nhắn và mềm mại, không ảnh hưởng đến cảm giác di chuột. Nhưng mình cũng đồng thời nghi ngờ về khả năng chịu đựng tra tấn của em nó. Cơ mà mình thấy cộng đồng sử dụng rất lâu và chưa có ai kêu ca bất cứ điều gì về chất lượng của dây. Dưới đáy chuột có 4 feet nhỏ nhỏ xinh xinh ở 4 góc với cảm biến quang nằm giữa thân chuột. Trọng lượng của chuột được phân bổ đều. Nhấc chuột lên bằng cách cầm ở giữa thân thì không hề bị nghiêng về bên nào. Điều này khiến được cảm giác cầm rất chắc chắn và dễ chịu, thoải mái hơn nhiều so với những con chuột bị nặng đầu hoặc nặng đít. Nút chuột theo như mình được biết thì sản xuất bởi Keo, có độ bền là 10 triệu lần nhấn và con lăn bọc cao su, có cảm giác lăn tương đối êm ái. Click giữa cũng dễ nhấn và đặc biệt là con lăn không tạo ra âm thanh lọc xọc kỳ quặc. Và bây giờ là điều quan trọng nhất, cái cảm biến mang tên Mercury của Logitech với độ chính xác cực cao và được nâng từ 2500 dpi của G100S lên 6000 dpi, một sự nâng cấp đáng kể với khả năng tracking cực tốt và gần như không xuất hiện gia tốc. Có thể nói là 1:1 khi so sánh di chuyển của con trỏ trên màn hình với động tác tay của bạn. Mình thực sự bất ngờ khi con chuột được coi là giá rẻ như vậy lại khả năng tracking tốt đến thế. Lift off distance cũng rất thấp, chỉ là 1 cm, tức là 1.2 mm. Vì thế khi nhấc chuột lên nhiều thì con trỏ không bị động đậy gây khó chịu khi sử dụng. Và từ việc có cảm biến ngon, thiết kế hợp với nút bấm này, trọng lượng nhẹ và lift off thấp thì G102 đã trở thành một con chuột lý tưởng cho việc chơi game FPS của mình, cụ thể là game CSGO. Cảm giác vẩy chuột nó chất đến từng mm, chuẩn đến từng cái headshot, nói chung là rất đã và đáng đồng tiền bỏ ra. Mà quên mất là nó còn có LED RGB ở viền và logo chữ G để anh em cầm đi sâu hàng cũng rất là tốt. Tung cái vẫy lại là con chuột vừa giảm 600.000 xuống 469.000 là mức giá cực kỳ hoảng hồn cho món hời như vậy. Mình nghĩ là nếu anh em đang cần mua một chú chuột và nếu mà cầm chiếc G102 này thấy vừa tay thì mua luôn, không phải nghĩ ngợi nhiều. Link mua ở đâu thì mình sẽ để dưới phần miêu tả của video cho anh em tham khảo. Còn video này thì dừng lại ở đây thôi, mình đi bắn CSGO tiếp đây. Chào anh em. À, nhớ like video và subscribe để theo dõi nhiều video công nghệ khác sắp ra mắt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.